Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái thí nghiệm rất là thú vị. Và với cái video này và trong những cái video sau thì mình hy vọng rằng những cái chia sẻ về những cái thí nghiệm thú vị như thế này thì là có thể tạo cho các bạn có những thêm những cái trò chơi để chơi cùng các bé ở nhà. Và thay vì là các bé sẽ cầm những smartphone hoặc là xem TV mà ít vận động thì các bạn có thể thực hiện những cái thí nghiệm này để cho bé khám phá thế giới xung quanh cũng như để phát triển trí tuệ. Và đây cũng là một trò chơi rất là thú vị. Để thực hiện thì các bạn cần chuẩn bị những cái nguyên liệu rất là đơn giản như một chiếc đĩa, sữa tươi, những lọ phẩm màu. Các bạn dùng cái màu thực phẩm, cái mà các bạn hay pha màu để làm cho cái màu của thực phẩm ấy. Đây là dầu rửa bát. Bạn có thể dùng thêm một chút tăm bông. Cái thí nghiệm này thực hiện cũng rất là dễ. Đó là các bạn đầu tiên các bạn sẽ cho sữa vào. Sau đó các bạn sẽ có thể nhỏ những cái màu thực phẩm hoặc là các bạn có thể sử dụng mực màu. Qua cái thí nghiệm này thì các bạn cho các bé thì khám phá thế giới xung quanh cũng như giải thích vì sao một số chất lại có thể hòa lẫn với nhau, còn những chất khác thì không. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể khám phá những cái hiệu ứng rất là kỳ diệu khi các bạn xem pha màu với lại sữa và dầu như thế nào. Các bạn sẽ thử quan sát nhé. Bây giờ mình sẽ giỏ vài giọt. Đây là trở thành cái sự hòa lẫn của màu, bởi vì là dầu cái màu thực phẩm ấy thì không tan hoàn toàn trong nước, và khi các bạn nhưng mà tan trong dầu rửa bát. Vì vậy khi các bạn nhỏ vài giọt dầu rửa bát vào thì nó làm cho những cái màu thực phẩm này hòa lẫn vào nhau và nó sẽ tạo thành những cái chuyển động như thế này, nhìn như những cái vũ điệu. Và các bạn có thể dùng cái phản ứng này, những cái trò chơi này để cho bé khám phá thế giới xung quanh. Và ngoài ra thì các bạn còn có thể giải thích cho bé những cái hiện tượng mà xảy ra trong cái môi trường xung quanh, và là cái chuyển động như thế này khi nó trở thành một cái màu đồng nhất. Đây các bạn có thể quan sát dần. Như thế này thì tạo cho bé những cái phản ứng rất là thích thú. Và ngoài ra thì các bé muốn khám phá thế giới xung quanh cũng như phát triển trí tuệ. Và trong những cái video sau thì mình sẽ cố gắng tìm ra thêm những cái thí nghiệm thật là hay để chia sẻ với các bạn. Và ngoài ra cũng rất mong là các bạn chia sẻ cũng như góp ý những cái trò chơi hữu ích mà các bạn đã áp dụng ở nhà. Vì đây là rất là nhiều màu nên các bạn nhìn thấy sự chuyển màu. Đây là đang diễn ra sự hòa tan của các màu vào trong dầu rửa bát. Khi tổ chức những cái trò chơi như thế này thì các bạn rất là dễ thực hiện. Và thứ hai nữa thì các bạn có ngoài khi sau khi này các bạn sẽ cho bé xem những cái thao tác mà các bạn làm, sau đó thì các bạn sẽ thử hỏi xem bé quan sát thấy gì. Và có thể nếu như bé có thể tự giải thích hoặc là các bạn sẽ giải thích cho bé là tại sao lại xảy ra những hiện tượng như thế, thì tạo ra cho bé những cái ý tưởng để có thể muốn khám phá thế giới xung quanh cũng như phát triển trí tuệ. Và đặc biệt hơn nữa thì mình hy vọng rằng với những cái trò chơi rất là đơn giản như thế này thì các bố mẹ có thể chơi cùng con để tận dụng những cái khoảng thời gian rảnh rỗi, hạn chế việc sử dụng smartphone cũng như lười vận động. Và bây giờ thì các bạn có thể tham khảo những cái
ví dụ những cái này mình sẽ làm lại để các bạn có thể xem lại. Và ở sau này thì mình sẽ, ở xong cái đoạn phần sau thì mình sẽ sử dụng một màu để các bạn cũng thể sử dụng, áp dụng như vậy để cho các bé ở nhà quan sát. Ví dụ như với một màu thì nó diễn ra ra sao, và với nhiều màu thì nó sẽ có chuyển động như thế nào. Và hy vọng rằng cái chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn, và rất mong nhận được sự đóng góp cũng như chia sẻ của các bạn. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ cái video này nếu như các bạn thấy thích. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, và chúc các bạn thành công. Và hãy xem hết video này để tham khảo xem những điều gì sẽ xảy ra khi các bạn hòa màu với dầu ăn và sữa. Và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin chào các bạn.